Đây mình đang bán cái con mò cây nghe nè. Đây là con mò cây nè. Mình sẽ đang bán cái con này nha. Đây thì con mò GS của mình. Con này thì chắc anh em cũng xem clip nó đấu rồi. Cái con này thì nó cũng mới thôi anh em, mồi lõ thôi. Mình đang bán con này nha. Đó, anh em xem hộp thì alo nha. Con này gù mãn nhãn luôn anh em. Thì thuộc anh em, tiếng lớn, phóng nước tốt anh em, kèm thưa. Con này bỏ sắp tàn về gù thì khỏi chê luôn nha anh em. Gù dữ dằn gù lắm. Này nó nhảy sào lắm anh em. Anh em treo lên gút tay là nó kêu liền anh em. Nhảy sào lắm. Bye.
Này mình quay sơ sơ đó nghe anh em. Thì quay hoài thì nó cũng vậy, nó gù hoài vậy đó. Con này nó gù trâu lắm. Gù có mọi gớt thì lỗi luôn anh em. Thì mình quay cho anh em xem luôn nha. Em ưng cái alo con này là con mồi cây nha. Chân khô gan anh em ơi. Con này cái giò nó hơi có tặc nha anh em. Đó, anh em thấy cái giò nè, nó hơi cong cong nha. Đó. Nó hơi cong cái giò chút mà không sao, vẫn đứng bình thường nha anh em. Con này siêu gù. Con nào con này về anh em về tập đất cũng ok nghe nè. Thì nói chung là nó chuyên về màu cây nhưng mà mình về mình tập đất được. Rồi, anh em nào ưng thì mình alo mình nha.